Xin kính chào toàn thể các bác trên không gian miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục series những sản phẩm dành cho gia đình. Hôm nay em giới thiệu cho các bác là cái mẫu vang chuyên dùng cho các bác karaoke gia đình hoặc là các bác làm sự kiện vừa nhỏ. Đấy, vừa và nhỏ thì các bác có thể sử dụng những chiếc vang số như thế này nhá. Đây, chiếc vang là DSP880. Con này là X8 và sử dụng chung phần mềm với K306D+ của dòng BF Audio đời cao nhất. Đấy. Và đây là trước mặt này. Có DSP800 này, DSP880 karaoke Professional Digital Audio Pro Cancer đấy. Control này rồi các hàng nút. Nói chung là hàng bãi về với tình trạng như này rất là đẹp. Rất là đẹp. Và em chỉ có xịt bụi bên trong máy thôi, còn mặt trước này, các bác nhìn này, hơi xước sẹo tí này, xong là có con nó bị kênh tai này. Cái này em sẽ nắn lại rất là bình thường thôi. Cái chuyện này là không tránh được, nhiều con về nhá. Màn hình vỡ tan, coi như chỉ độc dã ra lấy linh kiện thôi. Đấy. Đây, em sẽ quay cho các bác xem mặt sau nhá. Máy con này là máy 2 nguồn. Đấy, đời tương đối cao. Nói nhanh thế. Cộng nguồn này, công tắc nguồn này, đấy, quạt gió RS232 kết nối với máy tính, cả cổng trước cả cổng đằng sau. Có input là in 1 và in 2. Mid N, mid R đường ra, canter đường ra, xúc ra, surround là rào đường ra và có cửa rack out để các bác cắm vào thiết bị thu âm. Các bác làm sự kiện thì cưới các bác cắm hai dây này vào máy thi ghi âm hay là máy tính thì ghi âm hoặc là live stream tùy. Đấy. Máy rất là chất lượng nha. Con này sử dụng chip Adanoc Device 21375. 21375 Adanoc Device. Đấy. Dòng chip rất nổi tiếng của USA. Hai nguồn. Một nguồn cấp nguồn cho Martin và một đường cấp nguồn riêng cho cái phần gọi là cái tiếng mic. Đấy. Đây nguồn đây. Nguồn này rất là to, nó có hai cái dây ra này. Nó sẽ vòng ra đây, cấp nguồn xử lý riêng cho cái tiếng mic. Tiếng nó rất là hay, hai nguồn riêng biệt nhá. Đây là một cái nguồn, nguồn này là sẽ cấp nguồn cho cái bộ xử lý trung tâm và đấy, xử lý trung tâm main chính này. Con này thì nguồn cho mic này, cho main công suất riêng này. Đấy. À, không phải main công suất mà xử lý trung tâm này. Đấy, nó sẽ ổn định nguồn áp và nuôi hàng loạt IC đây. Còn nguồn cấp đây nó sẽ nuôi main tổng. Đấy, có nguồn hai dây vàng vàng đây thì nó sẽ nuôi ra đây, nuôi đường mic. Em biết đến đâu em để kể đến đấy nhá. Các bác nào thấy sai cứ mắng chửi em nhiệt tình vào. Trình độ của em có thế thôi, đúng không ạ? Đấy. Thì hiện tại chiếc vang này em đang cung cấp với toàn thể các bác với mức giá không được rẻ lắm. Em nói nhanh không được rẻ lắm nhá. Em đang bán cho các bác là 2.550.000 một chiếc bao ship, tặng cho các bác là dây nguồn, dây made in out và dây súp. Thế thôi, không tặng gì nữa đâu. Còn là phần mềm con này thì các bác cũng tải cứ gọi là dòng X là ăn được hết nha. Cứ dòng X ăn được hết. Các bác mua dây 232 này mua trên Shopee, Lazada có đầy, không thiếu. Đấy. Con này thì về 100%, nếu mà nói phải nói không phải nói điêu đâu. Về bao nhiêu thì từng ấy con nó đều bị khóa, tức là cắm điện vào nó hiển thị lên và các bác phải bấm vào khóa thì mới chỉnh được volume mic nhạc effect. Đấy, về nó bị khóa, phải mở khóa. Nên là các bác nhận hàng là chỉ việc dùng. Em sẽ lưu sẵn các chế độ như là mode 1, 2, 3, 4 gì đấy để các bác tùy chỉnh với những bộ loa của các bác. Ví dụ 1, 2 là đánh loa này không súp, chỉnh echo thì vào sẵn rồi. Đấy. Và mode 3, mode 4 là chỉnh cả echo thì vào nhưng có súp. Ví dụ thế cho nó dễ, đúng không? Đấy, nhiều các bác cứ hỏi. Đồ của em có thế thôi. Đây là những sản phẩm dành cho gia đình. Nếu như các bác nào có quan tâm thì có thể hệ trực tiếp với em. Đấy, hiện tại em về trước 3 chiếc nhé. Có rất nhiều nhưng mà không quay liền. Bởi những hàng gia đình này em không chủ chốt em bán. Những hàng này là bán thêm, bán vui. Đấy. Các bác nào bảo là em bán cái hàng gia đình ấy, không phải. Em toàn hàng sự kiện thôi. Đấy, các bác xem này. Súp kép này. Đó, kia, full ram này. Na dây em để bên kho. Được chưa? Nên những cái hàng gia đình này bán như này là vừa tầm. Đấy. Giá thứ nhất là cũng gọi là tương đối rẻ. Hàng này cũng gọi là hàng tuyển chọn. Đấy là toàn lấy con sống thôi chứ cần nhiều con về mặt thì vỡ tan rồi, mặt nó sức nhăn sức nhịt ra. Đấy.
Nếu như các bác nào mà thợ mà muốn lấy số lượng liên hệ trực tiếp với em có để lại cho các bác với mức giá khá là tốt. Đấy, bởi vì cái giá này em bán ra cho các bác này em còn phải bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng. Còn trong vòng các bác sử dụng trong vòng 6 tháng nếu mà chả may nó bị lỗi nào đó là các bác gửi lại em bảo hành cho các bác bình thường. Chứ không phải là các bác mua về xong là cắm dùng không được, xong bắt đầu là lười không thèm gọi cho em, xong nó mang ra thợ, xong bắt đầu là thợ không sửa được, xong lại thợ lại nói xấu em, xong là bắt đầu bóc phốt nhau giả hư lắm. Em nói trước nhá, hàng em bán là bảo hành không cần dán tem, những con vàng này bảo hành không cần dán tem. Còn nếu như các bác hay đi kiện cái thì em đã có hình ảnh rồi, trước khi gửi hàng cho các bác em sẽ chụp ảnh lại mặt trước mặt sau, quay video chi tiết cho các bác. Đấy, còn các bác nào mà thích ý kiến đằng nhàng cái này nhớ mà nhau ngay. Đấy, sẽ đi từng con nhá. Đấy, từng con vàng nó đều có một số series gọi là hơi bị khác nhau. Đấy, em sẽ có điểm nhận dạng riêng của anh em. Đấy, đây 45 này, 46 này, 78 này, đây nhá, 32787, 32346, 18145, thấy chưa? Sẽ đi từng con một. Nếu như các bác nào mà lấy thì em sẽ đóng gói vào cửa hàng cho bác, không cần tem bảo hành, cho các bác về mở ra xem đúng như quảng cáo. Đấy, không để bảo em là thần điêu đại hiệp. Đây, về được 3 chiếc. 3 chiếc thì gần như là 3 chiếc như nhau. Đấy, gần như nhau. Nó khác cái là linh kiện mỗi con nó một khác. Số má thì giống hệt nhau, nhưng nó khác là nó khác nhau. Nó không giống nhau là nó khác nhau, hoặc nó giống nhau 99%, còn khác nhau mỗi cái hình dáng. Đấy, được chưa? Nói như thế cho nó vui thôi. Thật ra linh kiện như nhau hết. Đấy, còn các bác nào mà thích bóc phốt thì bóc phốt đi, em nhiệt tình lắm. Em lại muốn các bác bóc phốt em cơ. Đấy, các bác bóc phốt em điểm gì cứ bóc phốt đi. Đấy, ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm vang số này thì liên hệ trực tiếp em. Về trước được 3 chiếc, giá giao lưu cho các bác là 2.550.000 một con. Đấy, các bác lấy theo nô, lấy 3 con 1, 5 con 1 sẽ có giá tốt cho các bác. Nếu như các bác là thợ, các bác cứ cho em trước cái hình ảnh cửa hàng không nói nhiều này, em chỉnh sẵn rồi. Đấy, hoặc là thợ thì em sang tay luôn, không có chỉnh chiếc gì hết. Nói chung là hàng về em phải test qua xem là có lỗi cửa mic hay là lỗi cửa canter súp xiếc gì không, phải test qua hết sau đó mới gửi hàng cho các bác được, chứ không gửi theo kiểu là tù mù chết vỡ mồm. Hàng em bán là giá bao sống, bao cắm điện, bao test, chứ không phải là bán theo kiểu là hàng xếp một đống xong là thanh lý toàn lỗi lặt vặt thôi nên giả hư. Bán hàng nó cũng đứng tâm chứ người bán theo kiểu vớ vẩn thì vứt. Những cái hàng này thì em nói trước với các bác là bán cho vui nhá, không phải là chủ chốt nên em bán hàng gia đình đâu. Mấy dòng này là bán cho vui thôi. Đấy, lãi một tí thôi, không có lãi mấy đâu. Những dòng này không có lãi nhiều đâu, nó chỉ 100-200 nghìn một con thôi, trừ hết cả chi phí rồi. Đấy, còn các bác nào kêu em ăn dày thì các bác tự buôn thì biết. Đấy, em nói thật đấy, không phải đùa đâu. Nhiều các bác cứ tưởng em nói hay như đài, đến lúc mua về xong bắt đầu là không ưng ý, các bắt đầu các bác quay sang mắng em rồi là ý kiến này, em ơi cho anh giả hàng túy. Ok nhá, các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.